cát lún. Mình đang chơi trên cát vậy nè, tự nhiên cát nó lún xuống, tạo thành một cái hố sâu, nó cuốn mình đi vô trong luôn đó. Hoặc là mấy bạn chơi đắp cát lên người á, rồi lại gây cho bạn mình bị thương, là phải đưa bạn của mình lên liền luôn nha. Kien Channel. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh Kien Channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. À yeah yeah, tới rồi, tới được khách sạn rồi. Chị Bi Trắng xin chào các bạn. Hôm nay chị Bi Trắng được chị Hai cho đi du lịch biển á, tại vì đang được nghỉ hè nè. Chị Bi Trắng vừa xuống máy bay luôn đó, tới khách sạn này nè. Bây giờ chị Bi Trắng sẽ chuẩn bị để đi ra ngoài biển. Mà nhân cơ hội này, mình ra biển mình sẽ học được nhiều thứ và học được những kỹ năng khi đi chơi biển nha mấy bạn. Bây giờ mấy bạn hãy đi ra biển cùng với chị Bi Trắng nè. Đi thôi. Đi tắm biển. Hả? Sao cái biển này rác nhiều quá vậy? Rác như vậy làm sao mà mình tắm biển được? Thôi, mình sẽ giúp mọi người ở đây để thu nhặt rác lại đã. Các bạn biết không, khi vùng biển mà bị nhiều rác quá thì sẽ bị ô nhiễm môi trường. Cho nên bây giờ chị Bi Trắng sẽ cùng với những người dân ở đây thu nhặt rác để giúp cho bãi biển được sạch đẹp hơn. Những cái chai nè, những cái rác tái chế được là mình có thể chế biến lại được á, thì mình để một thùng rác riêng. Còn những đồ ăn thì mình sẽ gom lại và mình sẽ để riêng. Ăn dưa hấu nè, rồi ăn trái táo, trái lê. Ăn xong không bỏ thùng rác gì hết. Mấy bạn này không có ngoan xíu nào hết. Trời, ở dưới biển nha mấy bạn. Uống nước xong rồi bỏ chai đầy dưới biển hết kìa. Chai rượu nè, rồi chai nước đào nè, rồi nước ngọt nữa nè. Rồi gom hết rồi. Ê, ở ngoài kia có cái tàu đang bị hư kìa. Mấy bạn hãy cùng xem họ sửa chữa cái tàu nha. Họ lau cái tàu cho sạch. Rồi cái tàu bị bể rồi, họ sẽ lắp ráp lại để cho những cái mảnh vỡ này gắn liền lại với nhau. Sẵn đây mình đứng mình coi người ta sửa tàu luôn. Rồi, wow, con tàu đẹp rồi. Ý, mấy bạn ơi, bây giờ bờ biển cũng đã sạch đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên kia coi thử có gì nha. Tí nữa mình sẽ bơi sau. Chị Lucy ơi, bán cho em một ly sinh tố, kiwi và nho đi. Có liền. Kiwi nè, nho nè, bỏ vô, xong đậy lại. Bật máy xay sinh tố lên. Wow, nho ra màu tím rất là đẹp luôn. Rồi, rót ra đây. Đây, phần ly nước của em nè, em uống đi. Wow, ngon quá. Cảm ơn chị. Mời khách hàng tiếp theo. Em muốn uống gì? Ở đây chị có rất là nhiều trái cây mùa hè. Dạ, chị cho em sinh tố, dâu và kiwi đi ạ. Ok, dâu và kiwi đúng không? Bỏ vô, rồi cho xay lên. Bây giờ chị sẽ rót ra ly cho em nha. Đây, phần nước của em nè. Wow, ngon quá. À, chào Lucy. Các bạn ơi, khi mình đi tắm biển, tại vì đang là mùa hè cho nên trời nắng rất là nhiều. Nắng nóng là mình đổ mồ hôi và làm khát nước. Cho nên chúng ta nhớ phải uống nước bổ sung nhiều vô nha. Mặc dù mình tắm biển mình có thể mình bị uống nước biển này đó, nhưng mà nước đó không có tốt. Mình phải uống nước trái cây mùa hè cho nó mát người nha. Rồi đi qua đây chơi cát thôi. Mình sẽ dùng cái xẻng để mình đào cát lên. Ê nè, mấy em kia. Chơi cát là không có được hất cát vào mặt của bạn như vậy. Lỡ như cát nó vô trong mặt của bạn, vô trong con mắt là bị đuối mắt luôn đó. Tại vì cát là những hạt nhỏ mà khi rơi vô mắt không có lấy ra được. Nguy hiểm lắm. Cũng không được cho cát vô mũi, vô lỗ tai nữa nha. Ê, còn bây giờ chúng ta hãy xem bạn gái này đang làm gì vậy? À, bạn đang làm một lâu đài bằng cát kìa. Wow, hay quá. Làm kiểu gì vậy ta?
Để xem thử nha. Khéo tay quá. Là một cái lâu đài kìa. Đẹp quá à. Ủa mà mình thấy thiếu gì? À đúng rồi, thiếu lá cờ. Bây giờ lá cờ mình sẽ làm màu gì đây ta? Để xem ở đây có những màu gì nha. Màu cam hả? Được không? Màu này không được. Thôi màu xanh này đi. Rồi màu xanh. Rồi bây giờ mình sẽ... Mà thường trên lá cờ á, nó sẽ có cái hình. Để coi bây giờ mình sẽ làm hình gì đây nha. À biết rồi, mình sẽ vẽ một cái hình trên lá cờ. Đố các bạn biết bạn gái này vẽ hình gì? Có ai đoán được chưa? À đúng rồi, một gương mặt đang cười. Ủa nhưng mà có những cái rì rì ra là gì vậy ta? Đúng rồi, đó chính là ông mặt trời. Ông mặt trời đang cười. Hay quá hay quá. Rồi gắn lá cờ lên. Các bạn ơi, chị Bị Trắng còn nghe chị Hai nói có những tai nạn rất là đáng tiếc xảy ra khi đi chơi biển. Đó là cát lún. Mình đang chơi trên cát vậy nè, tự nhiên cát nó lún xuống, tạo thành một cái hố sâu, nó cuốn mình đi vô trong luôn đó. Hoặc là mấy bạn chơi đắp cát lên người á, xong rồi đắp cát lên rồi lại gây cho bạn mình bị thương. Cho nên mấy bạn nhớ là khi gặp trường hợp như vậy là phải đưa bạn của mình lên liền luôn nha, kéo bạn ra khỏi cát ngay lập tức. Chúng ta sẽ tìm đủ phương pháp luôn để làm sao kéo bạn mình ra được. Rồi kéo bạn ra khỏi cát rồi thì chúng ta sẽ phụ giúp bạn ấy. Ví dụ như là quần áo dơ thì mình sẽ phủi cát và làm sạch quần áo cho bạn ấy nè. Đó, tại vì bạn này bị chôn dưới cát đó. Lúc chơi á, mấy bạn cứ lấy cát chôn lên người, xong rồi chôn sâu quá làm bạn bị thương. Rồi, đầu tóc của bạn này bị cát dính đầy hết à. Mình phủi cát xong rồi, mình sẽ làm một cái cài hình chiếc nơ để tặng cho bạn ấy luôn, để cho bạn ấy vui. À, cái nơ này giống cái nơ của chuột Mickey quá. Rồi, để lên. Không vừa. Vừa mà, gắn lên lại đi. À, được rồi. Rồi, bây giờ để xem thử. À, mình phải lấy giùm đôi dép cho bạn ấy nữa. Đôi dép còn bị mắc kẹt ở trong cát nè. Mình sẽ dùng một cái xẻng để múc cát ra. Mình sẽ dùng cái xẻng này. Mình cào cát, cào hoài ra thì đôi dép sẽ hiện lên thôi. Mình sẽ lấy dép để trả lại cho bạn gái này. Rồi, được rồi. Trả lại đôi dép cho bạn rồi. Ơ, cái chân của bạn ấy bị trầy rồi kìa. Mình sẽ giúp bạn ấy để chữa vết thương nha. Mình sẽ dùng túi đá để mình chườm đá cho bạn ấy bớt đau lại. Rồi, bạn ấy vui lại rồi kìa. Không sao nữa rồi. Thôi chúng ta lại tiếp tục đi chơi biển thôi. À mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy bạn trai này đang ngồi ở trên bãi biển và tắm trong hồ bơi không? Bạn ấy không thích tắm biển nữa mà thích tắm hồ bơi. Tắm hồ bơi xong lại lên ngồi ghé và uống nước kìa. Nhưng mà khi tắm hồ bơi á, mấy bạn nhớ chú ý nha. Mình đừng có chạy nhảy và giỡn ở trên thành hồ bơi. Nó có thể trơn á, tại vì cái thành hồ bơi nó rất là ướt. Nó trơn, nó có thể làm mình bị té nữa đó. Mà đặc biệt trong hồ bơi á, nó có chỗ hồ bơi cạn và hồ bơi sâu. Cạn á, thì dành cho con nít tụi mình, còn sâu á, là dành cho người lớn. Cho nên tụi mình á, còn nhỏ thì tụi mình đừng có tới chỗ hồ bơi người lớn nha. Nó sâu lắm á. Mình chống chân không tới thì mình sẽ dễ bị ngợp nước á, và rất là nguy hiểm. Mà tốt hơn hết thì mình sẽ có cái phao kế bên. Lỡ có cái gì thì mình ôm cái phao là đúng nhất luôn. Mà mình tắm hồ bơi cũng vậy. Tắm hồ bơi xong rồi á, thì mình cũng nhớ là uống nước nha. Tại vì nó sẽ rất là khát nước. Rồi sau khi bơi và ăn uống thoải mái xong rồi thì kết thúc kỳ đi du lịch biển. Đó chính là mua quà lưu niệm. À bạn gái này muốn mua một chiếc máy bay màu đỏ. Đây, chiếc máy bay màu đỏ đây. Và muốn mua cái gì nữa? À, một quyển tập tô màu hả? Hay quá. Yeah. Bạn ấy muốn về với nhau kìa. Lucy ơi, về với bạn ấy đi. Ok. Yeah. Rồi, mời khách hàng tiếp theo. Ui, một bạn trai bị cận thị. À, hello Lucy. Bán cho mình một cái mũ đi. Mình muốn mua một cái mũ để lưu niệm. Và một cái máy MP3 để nghe nhạc. Yeah, xong rồi. Yeah. Mấy bạn nhỏ này vui quá. Khi mua xong một món lại phải yeah với nhau. À,
Bạn gái này hồi nãy chơi cáp nè. Bạn muốn mua gì vậy? Mình muốn mua một chiếc phi thuyền. Wow, bạn này là con gái mình thích chơi phi thuyền. Rồi chơi xe tăng nữa hả? À, không phải mình mua cho mình đâu, mà mình mua cho em của mình đó. Yeah, Lucy ơi, bán cho Diễu một cái hộp quà đi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.